Hi, xin chào các bạn nha, đã đến kênh Đạt TV các bạn. Chào các bạn, tối nay mình cũng đi truy lùng thằng tội phạm Triệu Quân Sự các bạn. Anh này là giờ mình kiếm núi rồi, không có các bạn ơi. Giờ mình dạo dạo qua các cái thành phố và dọc dọc biển các bạn. Thử có ảnh hay không, chứ bây giờ là ảnh không có trốn ở trên núi nữa các bạn. Em chạy đâu rồi mình cũng không có biết nữa. Mình đi dọc 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 bờ biển đó, mình quay cho mình coi các tìm được anh Triệu Quân Sự không các bạn. Mình vào thành phố rồi mình đi lung tung, đâu gặp ảnh thì mình sẽ gặp ảnh như thế nào đó. Mình cũng đi gặp đi quay vì nó cho vui thôi các bạn. Đi tìm ảnh thì có chức năng bộ công an và quân đội các bạn, tại ảnh này tội phạm, ảnh tội rất nặng, ảnh cướp của người, giết người và đào ngũ các bạn, và trốn trại giam. Anh này tội rất nặng chứ không có nhẹ nữa bạn, anh là tù trung thân các bạn. Thành giờ là anh một tội phạm rất nguy hiểm. Mình đoán anh cũng trốn, muốn đi đâu anh cũng về nhà các bạn ơi. Trời đã sáng rồi các bạn, mình sẽ vào cái khu đây để mình tìm thử có anh Triệu Quân Sự không các bạn. Đó, cảnh ở đây rất đẹp các bạn, ở chỗ đây có anh Triệu Quân Sự có núp ở đây không? Ở mình chút nữa mình dạo dạo mình vô mình kiếm thử nha các bạn. Anh Triệu Quân Sự, anh có núp trong đây không? Wow, cảnh ở đây rất đẹp các bạn ơi, cảnh đây cực kỳ là đẹp. Đó. Không thấy anh Triệu Quân Sự có núp đây không, mà cảnh ở đây rất đẹp các bạn ơi. Mình sẽ vô đây, đó, mình leo lên đây, mình sẽ coi có anh núp ở trên đây không. Anh Triệu Quân Sự, anh có núp trong đây không? Tôi sẽ bắt anh với vi án. Video này làm cho vui thôi các bạn, chứ không có thiệt nha các bạn. Các bạn coi nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã mình ra video tiếp theo cho các bạn xem nha các bạn. Đây là mô tả thôi các bạn, không phải là đi tìm thiệt. Mà leo đây có thể gặp ảnh Triệu Quân Sự núp ở đây thì mình sẽ cũng báo cho công an để họ làm cho mình không có dám làm gì hết nha các bạn. Đặc biệt các bạn không nên làm theo nha, không được, đây là chỉ mô tả thôi các bạn ơi. Anh Triệu Quân Sự, anh có núp ở đây không? Ra đây mau. Wow, cái gì mở tháng có mấy mối chạy qua các bạn ơi, là mình giật mình các bạn. Wow, anh núp trong đây là cái chất mà không phải các bạn ơi. Con gì mới chạy rụt rột quá các bạn ơi. Con gì chạy qua gơ quá, mình cũng sợ quá các bạn ơi. Triệu Quân Sự. Wow, không phải. Wow, nhận trái gì các bạn ơi, nhận trái gì này, chín gơ quá, chín nhiều lắm, chắc ăn được các bạn ơi. Wow, rừng núi đé không nhà mà biết không đâu mà kiếm.